Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bộ gao nữa. Đó chính là gao Muscle Striker. Sở dĩ mình thực ra đây cũng chỉ là một cái bộ gao gọi là spam. Theo mình nói là theo như mình nghĩ là nó chỉ là hàng một cái bộ spam của gao Muscle thôi. Chúng ta chỉ cần thay cái chân gao trâu từ gao Muscle thành gao tê giác thì chúng ta được gao Muscle Striker. Thì trong cái bộ gao này chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 siêu thú, trong đó có gao gao tê tê, gao tê giác, hai gao gấu và gao tinh tinh. Thì đối với cái bộ hàng Trung Quốc như thế này thì chúng ta sẽ còn thiếu một chi tiết cực kỳ quan trọng nữa, các bạn có thể đoán được rồi, đó chính là cái đai lắp ở cái gao tê giác. Thì trong cái bộ gao Trung Quốc này, trong cái hàng Trung Quốc, nó không, trước đến nay mình chưa từng thấy một cái đai tê giác nào được sản xuất từ hàng Trung Quốc cả, mà chỉ là hàng Bandai chúng ta có thì chúng ta sẽ dùng thôi, vẫn lắp vừa vào cái hàng Trung Quốc này. Thì đối với bộ gao Muscle Striker này thì mình sẽ làm một clip review trước cho các bạn xem, để cho các bạn có thể hình dung được là nó trước khi lắp ráp nó trông như thế nào, và sau khi chúng ta lắp ráp hoàn thiện, sơn hoàn thiện và chế hoàn thiện đai tê giác thì trông nó sẽ như thế nào. Đó, như các bạn có thể nhìn cụ thể đây, đó chính là đầu tiên các bạn có thể thấy đó là gao tê giác. Các bạn nhìn từ xa này không biết các bạn có nhận ra không, nhưng mà đây là một con gao tê giác rất đặc biệt các bạn ạ. Đó chính là gao tê giác của Bandai. Đó, rất bất ngờ của các bạn. Và trước giờ mình chuyên chơi hàng Trung Quốc thôi, nhưng mà đối với một con tê giác như này thì mình đã lấy được từ một, mình đã sở hữu lại từ một người bạn trên nhóm chơi mô hình với một cái giá rất là rẻ. Và bạn ấy để lại cho mình cả gao tê giác và gao tê tê. Thì gao tê giác này nó chính hàng Bandai các bạn ạ. Thì cái cảm giác cầm cái gao tê giác này lên tay nó khác hoàn toàn so với gao tê giác của Trung Quốc các bạn ạ. Ở đây thì cái sừng trước của nó đã bị mất rồi, bạn ấy đã thay bằng sừng của Trung Quốc, sừng của gao tê giác của hàng FN. Còn lại thì các cái chi tiết khác thì phần màu vàng này có thể hơi ố một chút. Phần các cái vị trí kim loại như đây các bạn thấy, các cái móng đều làm kim loại hết. Chính vì vậy nên cầm cái gao tê giác này nên nó rất nặng các bạn ạ, nó không hề nhẹ như gao tê giác của Trung Quốc đâu các bạn ạ. Đó, cầm rất là nặng mà cầm rất là xuống tay. Và các cái vị trí lắp ghép của nó, các mua ghép của nó với nhau như này, các cái phần tiếp giáp giữa các cái phần với nhau nó rất là khít và nó rất là chắc chắn, nó không lỏng lẻo và óp ẹp như của Trung Quốc đâu các bạn ạ. Đó, mặc dù là con tê giác của Trung Quốc phải nói là có một sản phẩm rất là thành công đó, thì tuy nhiên là cầm sang hàng Bandai nó mới thấy sự khác biệt các bạn ạ. Đó, đây các bạn thấy cái sừng tê giác bắn ra được, đó chính là hàng Bandai. Đó, đó là gao tê giác. Thì trong cái bộ gao Muscle Striker này thì gao tê giác này mình sẽ không sơn, sở dĩ là mình muốn giữ lại cái gọi là chút kỷ niệm, chút hàng kỷ niệm của hàng Nhật sản xuất năm 2001 để cho nó gọi là có tí hoài niệm đó các bạn. Thì đây là gao tê giác mình sẽ giữ lại, mình sẽ không làm gì cả ngoài việc vệ sinh ở những cái vị trí ố này ra, kể cả đề can này mình cũng sẽ không thay, mình sẽ để nguyên. Nếu mà thay cái đề can của mình bày màu nó sẽ khác với cái đề can gốc, thì nếu mà thay cả bốn cái thì nhìn nó sẽ hơi cảm giác hơi fake một tí, thì mình sẽ xin phép là mình sẽ giữ nguyên lại cái bốn cái đề can này. Đó, và mình sẽ cố gắng giữ lại toàn bộ làm sao cho cái gao tê giác này giống với gao tê giác của hàng Bandai nhất. Thì đó là về gao tê giác. Thì đi kèm với nó chính là gao TT. Gao TT này thì không phải là hàng Bandai các bạn ạ. Đó, thì gao TT này nó có một đặc điểm là màu nó khác hoàn toàn so với màu của hàng Bandai, nó ngược màu. Cái vị trí màu tím thì người ta lại mấy Trung Quốc lại để thành màu bạc, vị trí màu bạc thì mấy anh lại để thành màu tím, nó ngược một tí. Mà cái con TT này thì nó có cảm giác là nó hoàn thiện hơn cái con TT trước của mình. Con TT trước của mình nó hơi tật một chút ở chỗ là nó đã mất tai và mất một cái chân, à mất hai cái chân trước. Đó thì nó hơi tật. Tuy nhiên là con này nó cũng rất là hoàn thiện các bạn ạ. Đó. Thì nó đối với con TT này thì chúng ta sẽ không đặt được như của TT Bandai đâu các bạn ạ. Chúng ta không đặt như TT của Bandai là chúng ta sẽ đặt hai cái chân này và chân trước chân sau nó sẽ đặt chạm được cái mặt này. Chạm được cái mặt này mà không bị vướng vào cái đuôi này, nhưng mà đây chúng ta đến để này nó hơi vướng các bạn ạ. Chúng ta chỉ đặt lên tượng trưng thôi chứ không được đẹp như của Bandai. Đó. Và một đặc điểm nữa tí nữa lòng ghép mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là gao TT này nó lắp cái vào cái gao tê giác của Bandai nó không vừa các bạn ạ. Không vừa như nào tí các bạn thử xem các bạn nhá. Ok. Đó là về gao TT. Tiếp theo là về gao gấu đen. Thì gao đen thì cũng tương tự như gao trắng thôi. Cái mồm nó lúc nào cũng há. Thứ hai đó là chúng ta không có khớp giữa. Cái khớp này chúng ta không có khớp để cử động được cái bàn tay như của hàng Bandai. Còn về cái màu sắc thì mình cũng không có đóng góp gì nhiều, mình cũng review cho các bạn rất là nhiều rồi. Từ bộ gao Muscle năm ngoái mình đã review,
Thì rau gấu đen này thì nó cơ bản thì nhìn từ xa thì cũng được, nhưng mà màu thì sai cũng khá là nhiều. Đó, chúng ta chỉ cần sơn lại thôi. Đó. Tiếp đến là rau gấu trắng, thì rau trắng thì nhìn còn người ta còn gọi là còn nhìn tệ hơn là rau gấu đen. Mặc dù cái màu trắng này người ta làm cũng khá là được. Tuy nhiên là người ta lại tự nhiên lại để cái màu xanh này. Ngày xưa thì mình lười sơn màu trắng, mình lại chỉ sơn cái phần nhũ lại cái phần màu xanh này thôi nên nhìn nó rất là xấu. Lần này mình sẽ sơn phủ trắng lại toàn bộ, làm cho cái gao gấu đen gấu trắng này của mình nó sẽ trắng tinh luôn, trắng như cọp luôn. Đó thì về cấu tạo thì nó cũng giống hệt của con gao gấu đen thôi, không khác gì cả, chỉ khác màu sắc thôi đó các bạn. Đó là gao gấu trắng và gao gấu đen. Đó cuối cùng đó chính là gao tinh này thì các bạn có thể thấy là mình đã review khá là nhiều rồi, nhưng mà mình chưa từng hướng dẫn các bạn sơn gao tinh tinh một lần nào cả. Mà cái gao Moscow lần trước mình có hướng dẫn các bạn sơn thì nó lại là gao hồi đấy mình mới tập sơn nên mình mới chỉ sơn điểm qua những vị trí sai thôi. Hơn nữa đó là hai cái ốp này của mình hồi đấy là nói là ốp màu xanh xanh lá cây sẵn mà bóng sẵn rồi nên mình lại không sơn. Đó, gao đến gao tinh tinh này thì mình sẽ sơn lại từ đầu. Đó, mình sẽ sơn lại toàn bộ cả màu xanh lẫn các cái màu của cái gao Moscow này, gao Moscow Striker này của gao tinh tinh này, mình sẽ sơn cả màu đen, màu xanh, màu tất cả các màu con nhũ, trừ những cái chi tiết này có thể chúng ta nó mạ chrome này chúng ta sẽ không sơn này, nó đúng với màu chuẩn Bandai rồi chúng ta sẽ không sơn, còn lại chúng ta sẽ sơn hết. Đó, ok, đó là review qua về từng siêu thú một trong cái bộ gao Moscow Striker lần này. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hợp thể thử xem là nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Ok. Đó, như mình giới thiệu ở đầu video các bạn thì cái gao TT này của chúng ta không thể nhét vừa được vào cái gao tê giác này. Đó, sở dĩ là cái như vậy. Đây cái chốt của nó, hai cái chốt hai bên này của nó này. Đó, cái chốt này của nó, hai cái chốt này của nó thiết kế khá là dài, do đó mình đã cố nhét vào thì nó càng nhét vào nó càng chặt. Và nếu mà các bạn mà cố mà đưa vào là cái gao tê giác của chúng ta sẽ bị tẽ hai cái nửa ra, mặc dù là hàng Bandai nó rất chắc chắn, nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình cố đút vào thì sau khi đút xong thì tháo ra sẽ rất là khó. Vậy là sau khi cái gao đi cao TT này mình sẽ sơn và mình sẽ mài bớt cái phần này đi các bạn nhá. Mình sẽ mài cho nó ngắn lại đi một chút, khoảng tầm nửa ly hoặc là một ly gì đó. Mỗi bên một ly để cài vào cho nó dễ các bạn nhá. Bây giờ chúng ta cài ở đây nó rất là khó. Nó chỉ ở mức độ là vừa vặn vừa vào cái chân này thôi, không để đút sâu được, vẫn để một khoảng hở ở đây. Đó, chúng ta chỉ để như này thôi. Nó hơi lòi ra một chút. Đây, các bạn thấy nhìn riêng đây, các bạn thấy đó, nó hơi lòi ra ngoài một chút như này thì nhìn nó rất là xấu các bạn ạ. Đó, và như vậy là cái gao Moscow Striker của mình hoàn thành. Như các bạn thấy đây, nhìn xa thì rất là khó nhận ra, nhưng mà nếu các bạn để ý kỹ thì cái phần vùng này đó chúng ta thiếu một cái đai tê giác, nhìn nó rất là rỗng các bạn ạ. Đó, sở dĩ mình để trong vùng tối bởi vì là hai cái chân của con gao tinh FN của mình là nó rất là lỏng các bạn ạ, nó sẽ ngửa đằng sau như này nên mình phải dựa vào cái nền của mình ở sau. Đó là cái lỗi của cái gao tinh tinh hàng FN như này. Thì trong các video tới thì trong quá trình sơn,
các từng dao một thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái đai tê giác làm sao cho nó lắp vừa vặn và nhìn cho nó không vét là thẩm mỹ nhất để có thể làm cho cái dao Moscow Striker này của mình nó đẹp hơn. Thì sở dĩ mình cũng không định sưu tập cái dao Moscow Striker này, tuy nhiên là mình cảm giác như là cái đó là cái đai tê giác là một phần rất là quan trọng của cái bộ dao Razor này, thì mình sẽ quyết định sẽ làm dao đai tê giác. Và cái đai tê giác chỉ có xuất hiện trong cái bộ dao Moscow Striker thôi các bạn ạ, không xuất hiện trong các bộ dao khác. Chính vì thế mình lại phải sưu tập dao Moscow Striker. Đó là lý do vì sao mình đã không sưu tầm dao Cracker mà chuyển sang dao Moscow Striker. Đó là vì thế. Đây bây giờ mình sẽ quay cận cảnh các bạn xem cái dao Moscow Striker như nào các bạn nhá. Ok. Ok, thì vừa rồi là cái review qua của mình về cái dao Moscow Striker mà mình chuẩn bị sơn lần này. Thì các bạn thấy là cái chính của dao này chỉ là việc thiếu cái dao cái đai tê giác mà thôi. Còn lại chúng ta sẽ sơn bình thường các bạn ạ. Đó. Ok, thì cái các bước sơn cụ thể và từng sợi thú như nào thì ở các video tới đây mình sẽ sơn lần lượt các sợi thú các bạn nhá. Thì ở đây các bạn có thể biết là dao tê giác và dao TT mà mình đã sơn rồi, thậm chí là dao tê giác mình không sơn bởi vì là trước đây mình đã từng có một video sơn về dao tê giác rồi các bạn ạ. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cách sơn dao tê giác đấy các bạn nhé. Dao TT mình đã có video sơn cụ thể cho các bạn rồi. Thậm chí là dao tinh tinh mình cũng đã từng sơn cho các bạn rồi, nhưng mà đó là dao tinh tinh mình sơn của cái dao dao nai, tức là dao công đỏ đó các bạn. Đó thì mình lần này mình sẽ các cái bước tháo lắp và sơn thì mình cũng sẽ làm tương tự và chỉ thay đổi cái màu sắc thôi. Đó, và tới đây mình sẽ làm dao tinh tinh và hai anh em này gấu cộng với sơn dao panda, đó là dao gấu trúc các bạn nhé, để cho các bạn xem cụ thể luôn. Đó, ok. Và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video sơn dao tới các bạn nha. Xin chào các bạn.